Để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông cho người dân và lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Các lực lượng thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang, lòng lề đường, vỉa hè, các vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Tôi cũng thấy là khi mà cái bắt chặt cái nồng độ cồn thì những cái vụ tai nạn giao thông nó cũng giảm đáng kể. Thì tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh cái nồng độ cồn và cũng khuyên là các anh em lái xe là nên đã sử dụng rồi thì không nên lái xe. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 12 vụ va chạm tai nạn giao thông đường bộ, làm 13 người chết, 16 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý hơn 7.000 trường hợp, xử phạt trên 13 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông. Với phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông trật tự Công an thành phố Việt Trì đã huy động tối đa quân số, thiết bị nghiệp vụ tiến hành tuần tra công khai cái đầu hóa trang lưu động kết hợp với đúng một điểm tại trên địa bàn thành phố Việt Trì nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý những cái trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện gây mất trật tự an toàn giao thông, lạng lách, đánh võng, không chấp hành luật an toàn giao thông. Đối với những trường hợp tụ tập, chúng tôi sẽ có thể tiến hành ghi hình ảnh, sau đó để phục vụ cái việc tra cứu để triệu tập đối tượng làm việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Từ đó xây dựng văn hóa giao thông chuẩn mực, góp phần đẩy lùi nỗi đau tai nạn giao thông, giữ gìn cuộc sống an lành, hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng và toàn xã hội.